sẽ là một thí sinh chắc với quý vị rằng quý vị đang chờ đợi. Và cô ấy cũng sẽ rất mừng nếu được bước ra đây ngay bây giờ. Chúng ta chỉ cần 4 thí sinh nữ thôi. Và đó chính là Thủy, Thủy Tiên. Một bàn đồ ăn mà toàn dầu mỡ, cho nên mình cảm giác là mình muốn lao vào mình ăn hết chỗ ý. Nhưng mà trong đầu mình lại nghĩ cả ngày tập của mình và những lời nhắc nhở của biên đạo lẫn bàn nơ. Thật sự là trong đầu là mình thèm lắm nhưng mà phải kiềm chế lại. Đến tuần thứ tư, cảm giác là cơ thể của mình nhẹ nhàng hơn, khuôn mặt có vẻ bé đi, thân hình mình cũng có vẻ là gọn gàng hơn. Nhưng mà cái vai của mình thì vẫn chưa thấy ăn thua, mà nó hóp hết cả ở phần mông. Cho nên mình cảm giác là mình muốn cái phần vai mình nhỏ đi và mình sẽ cố gắng tập nhiều hơn để cái phần vai của mình nó có thể nhỏ đi bằng vai người mẫu. Tuần này Lâm sẽ vào vai chú Cuội. Mình nghĩ là mình sẽ được vào vai chị Hằng. Nhưng mà không ngờ anh Tân, anh ấy cho mình vào vai mặt trăng. Rất là khó khăn khi chỉnh động tác cho mình. Vì thế mà nhiều lúc mọi người rất áp lực, căng thẳng. Và những lúc mà mình muốn bùng cháy, mình muốn khóc, mà mình muốn bỏ cuộc. Nhưng mà sau đấy thì được Lâm và Tân động viên, tạo động lực cho mình. Và mình hy vọng là tuần này mình sẽ tiến triển hơn. Bông trắng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuối già ôm một mối mơ. Mặt trăng là hợp lý nhất, chính xác luôn. Và bây giờ là những lời nhận xét từ giám khảo đầu tiên, xin mời anh Hoài Linh ạ. Trước tiên thì tôi muốn chúc mừng một người, nhưng mà sẽ hai người vui, đó là chúc mừng Sơn Lâm. Lần đầu tiên con đỡ được Thủy Tiên là tôi chúc mừng con, chứng tỏ là bắt đầu Thủy Tiên phải giảm cân. Cái mừng bề đó ngày bữa nay Lâm bắt đầu bê được. Chú nói thiệt, nếu mà Tiên mà đóng Hằng Nga đó thì con phải bận đồ này nọ, nó lại khó, rất là khó diễn cho con. Cho nên là Ngọc Tân đổi cho con thành vai ông Trăng là hay nhất. Những cái động tác của con bây giờ chú bắt đầu thấy có sự tiến bộ, uyển chuyển. Chú thích nhất cái phần hai đứa là Lâm bắt đầu lăn qua đó. Nó dễ thương và nó ngộ nghĩnh vô cùng. Và chú nghĩ không những là người lớn mà các em thiếu nhi coi cũng sẽ thích cái tiết mục này của các con. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. Trang phục rất đẹp và cảnh trí nó rất là nên thơ, nó làm cho người ta dễ đẩy cảm xúc theo cái phần thi của các em rất là nhiều. Đây là một bài dựng rất là đặc sắc về chuyên môn. Sơn Lâm, em rất rất giỏi. Thủy Tiên tiến bộ lên rất là nhiều. Và với tôi, đây là phần thi tốt nhất từ ngày đầu tiên tới bây giờ tôi gặp Thủy Tiên. Đúng. Yes. Xin mời giám khảo Trần Huy Trần ạ. Chính xác, rất là đồng ý với anh Đàm Vĩnh Hưng và rất là đồng ý với anh Hoài Linh. Mấy tuần trước lúc Tiên xuất hiện trên sân khấu,
anh cũng thấy cái sự căng thẳng một tí xíu trên cái gương mặt của em. Nhưng mà hôm nay em thể hiện cái bài này trên cái sân khấu, anh không có cảm giác một cái sự gì căng thẳng hay lo lắng thiệt. Và anh rất là hy vọng em được đi xa và mình sẽ thấy một cái bài rất là... Anh hy vọng em là vô trong. Vô vòng trong và tiếp theo và tiếp theo và tiếp theo và đi kỳ, xa. Kỳ cái chữ đi xa lắm. Không được hả? Yeah. Em đi xa quá. Ok. Xin cảm ơn ban giám khảo ạ. Và bây giờ là điểm của giám khảo dành cho Thủy Tiên và Sơn Lâm. Xin mời anh John Huy Trần. Dạ, thì mỗi tuần cái điểm của anh đưa cho em là lúc trước là 5, xong tiếp theo là 6, hôm nay là 7 điểm. Anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Tôi thì thứ nhất là dành tặng cho cái sự giỏi của Sơn Lâm một nửa gửi tặng cho cái sự tiến bộ vô cùng vượt bậc của Thủy Tiên là 1 điểm. Còn điểm trung bình là 8, cộng 2 cái đó lại là 9. Wow! 9 điểm. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Và xin mời giám khảo Hoài Linh. Bây giờ hỏi riêng nha, Sơn Lâm, chú thấy cái ánh mắt của hai đứa rất là quý mến nhau. Thiệt, chú thấy thiệt, sân khấu mình rất cần những cái ánh mắt đó. Nhìn nhau với cái sự yêu thương, với cái sự thân thiện. Và thật sự ra là chú rất là xúc động khi mà nhìn thấy tụi con như vậy. Có cái sự quan tâm của anh. Cái sự quan tâm, cái sự lo lắng. Và kể cả cái nhìn trong ánh mắt tụi con nhìn nhau, nó có một cái gì đó nó rất là hạnh phúc. Nhưng trong cái ánh mắt đó, nó còn chứa đựng cái gì đó nó rất là ngộ nghĩnh. Mà chú muốn hỏi Lâm là con có tình ý diện Tiên chưa? Con có tình cảm rất là nhiều với Tiên, rất là quý Tiên. Thì thật sự là con cũng chưa có một người bạn nào mà to như vậy mà dễ thương như vậy. Mà nói chung là có rất nhiều cái mà lần đầu tiên có một người bạn như vậy, rất là quý. Theo cái thời gian của cái cuộc thi này thì bạn con sẽ xuống cân. Liệu lúc đó con còn yêu thương bạn con như lúc này không? Đã là quý nhau rồi thì luôn luôn như vậy thôi. Chứ sợ Tiên thay đổi gì thôi. Tiên thì sao ạ? Em chưa biết được. Áp lực rồi Tiên ơi, áp lực rồi con ơi, áp lực rồi. Tức là sau này em đẹp hơn thì em sẽ thay lòng đổi dạ đúng không? À không, cái thì tùy ạ, tùy Lâm ạ. Như vậy là chúng tôi ghi nhận đã có một cặp đôi nhảy giả tình thật. Và... con ơi, nhưng mà làm gì làm, chỉ một thôi, trong cuộc thi này thôi. Đúng rồi. Đừng bắt chước anh Giang, mỗi phim mỗi có, nha. Không có, oan cho em quý vị ơi. Oan gì ta đọc báo mà oan. Không có đâu quý vị, có những cái nó nằm trong góc khuất tâm hồn. Góc khuất tâm hồn mà báo biết, hay vậy. Trời ơi, báo nó ghi lòng lòng mà góc khuất tâm hồn. Và bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình. Không có tiếp tục rồi, tôi chưa cho điểm ra tiếp tục được. Bây giờ anh muốn tiếp tục không? Cười cái gì vậy? Và bây giờ là số điểm của anh Hoài Linh, xin mời. 9 điểm. Chúc mừng. Và số điểm trung bình của hai bạn đó chính là 8,3 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ hãy bước lên cân để xem tuần vừa qua Thủy Tiên đã nỗ lực như thế nào. Xin mời. Thủy Tiên, cân nặng cũ 112,9 cân. Cân nặng hiện tại 108,2 cân, giảm 4,7 cân, 4,2%. Tổng điểm 12,5 điểm. Chúc mừng bạn. Cho đến thời điểm này, Thủy Tiên đang là người giữ số điểm cao nhất